Lisa khiến 3 triệu người xỉu ấp xỉu đau trong 1 giờ. Jennifer Phạm Duren trà sữa, khắc Việt và bà xã tung loạt khoảnh khắc tình bể bình. Trần Thanh Tâm lộ ngoại hình phát tướng nặng 70kg. Sau scandal Tiểu Tam hiền hồ khó khăn phải bán G63. Siêu Black tái hôn ở tuổi 55. Lisa khiến 3 triệu người xỉu ấp xỉu đau trong 1 giờ. Lisa Blackpink làm cho hơn 3 triệu fan của cô phải điêu đứng trong 1 tiếng đồng hồ. Trước thềm Encore tại Mỹ, các thành viên nhóm nhạc Blackpink đang có thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe. Không về Hàn Quốc sau khi hoàn thành 2 đêm diễn tại Hà Nội, Lisa lại khiến dân tình tò mò với lịch trình bí ẩn. Để các linh khỏi mong nhớ, Lisa mới đây đã khoe loạt ảnh nghỉ dưỡng ở biển. Có thể thấy, tâm trạng Lisa đang khá tốt. Tranh thủ nghỉ dưỡng, cô không make up hay làm tóc cầu kỳ như mọi khi mà để mọi thứ thật tự nhiên. Combo sơ mi trắng quần short Celine càng làm nổi bật thêm sự xinh đẹp và đáng yêu của cô nàng. Chỉ trong 1 tiếng, Lisa đã khiến hơn 3 triệu người đứng ngồi không yên, thả tim rần rần vì bức ảnh bikini khoe dáng chuẩn chỉnh như siêu mẫu. Bóng lưng, tỷ lệ cơ thể lẫn đôi chân thon dài của Lisa đều khiến netizen hết lời khen ngợi. Trước đó, Lisa cũng có ít lần khoe ảnh mặc bikini gợi cảm, thế nhưng cô là người theo trường phái nửa ướt nửa mở. Đây là lần hiếm hoi Lisa mạnh dạn khoe thân hình nóng bỏng của mình. Đã xinh đẹp, hát hay rồi còn nóng bỏng như thế thì các linh không chịu cũng phải chịu, chỉ biết ngoan ngoãn làm fan đến hết đời. Jennifer Phạm Duren trà sữa, có phải khỉ nhi? Bắt trend khi các bạn đang ngủ và uống trà sữa, Jennifer Phạm tắm nắng, khoe body gợi cảm. Mới đây, Hoa hậu Jennifer Phạm gây chú ý khi đưa câu nói gây tranh cãi của Hoa hậu Yến Nhi vào status của mình. Theo đó, mẹ bốn con dí dỏm viết, trong khi các bạn còn đang ngủ và uống trà sữa, em đã thành trâu một nắng mất rồi. Thời gian gần đây, Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 thường xuyên đăng tải loạt ảnh khoe dáng nóng bỏng với bikini quyến rũ trong mỗi chuyến du lịch biển. Dù tự nhận mình là trâu một nắng vì phơi nắng quá nhiều, nhưng sắc vóc của mỹ nhân sinh năm 1985 khiến những cô gái trẻ phải ngưỡng mộ. Trải qua 4 lần sinh nở nhưng nàng hậu vẫn sở hữu body săn chắc, thân hình đồng hồ các quyến rũ. Ở tuổi U40, Jennifer Phạm tự tin khoe vóc dáng với bộ đồ tắm bé xíu cùng vòng eo con kiến. Sau 17 năm đăng quang, Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 ngày càng thăng hạng về nhan sắc do sự nghiệp viên mãn và hôn nhân như ý. Cô có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng thứ hai là đại gia Đức Khải và 4 người con cả chung lẫn riêng. Khắc Việt và bà xã tung loạt khoảnh khắc tình bể bình. Trong loạt ảnh, vợ chồng Khắc Việt có những cử chỉ thân mật, ngọt ngào khiến dân tình trầm trồ ghen tị. Mới đây, Khắc Việt và bà xã đã xả kho loạt ảnh tình bể bình khiến dân tình ghen tị. Theo đó, cặp đôi hóa thân thành những người đang yêu, từ giai đoạn tuổi trẻ nồng nhiệt cho đến khi bạc tóc. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, cả hai vẫn trao nhau những cử chỉ thân mật, chứng minh tình yêu bất diệt. Được biết, đây là những hình ảnh trong MV Sau này chúng ta già của Khắc Việt. Ca khúc mang màu sắc ngọt ngào, tươi sáng nhưng vẫn thấm đẫm hương vị cuộc sống, nói lên tiếng lòng của người trẻ. Đây là lần thứ hai bà xã Khắc Việt xuất hiện trong MV của chồng. Trước đó, dù kết hôn, thế nhưng Thảo BB vẫn không bỏ cuộc chơi, được chồng tạo mọi điều kiện tốt nhất để tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Trên mạng xã hội, vợ chồng Khắc Việt cũng thoải mái chia sẻ khoảnh khắc đời thường và không ngại thể hiện tình cảm với nhau giữa chốn đông người. Nói về ấn tượng ban đầu, ca sĩ Khắc Việt từng chia sẻ anh tự tin có thể hiểu được vợ đến 90% từ sở thích, thói quen và nhiều điều khác nữa. Khắc Việt là một trong những ca nhạc sĩ nổi tiếng của VBiz Việt, sở hữu hàng loạt hit gắn liền với nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, chuyện tình yêu đẹp của anh và bà xã Thảo BB cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trần Thanh Tâm lộ ngoại hình phát tướng nặng 70kg. Nhiều người hoang mang trước hình ảnh lộ body phát tướng của Trần Thanh Tâm, sự thật là gì? Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hot girl trứng trắng Trần Thanh Tâm có thân hình mũm mĩm, mặt tròn xoe cùng bắp đùi to. Nhiều người không biết rõ thực hư còn cho rằng cô đang bị tăng cân mất kiểm soát. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là hình ảnh do chính nữ TikToker đăng tải. Theo đó, vào tối mùng 6 tháng 8, Trần Thanh Tâm đã khoe bức hình này lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Tôi từng là một cô bé 70kg, có thể thấy sắc vóc của cô thời chưa nổi tiếng trông kém thon gọn. Dù vậy, ở hiện tại, Thanh Tâm đã cố gắng nỗ lực, chăm chỉ tập luyện để có thể sở hữu được body vạn người mê. Cùng với việc giao kéo một vài điểm trên gương mặt, visual của hot girl sinh năm 2000 ngày càng thăng hạng hơn bao giờ hết. Trần Thanh Tâm sinh năm 2000 nổi lên nhờ những câu thả thính ngọt như mía lùi. Từ một hiện tượng mạng từng bị chỉ trích, đến nay cô nàng đã trở thành câu chuyên nghiệp được mọi người yêu mến, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn. Cũng từ đó mà tên tuổi của hot TikToker ngày càng được phủ sóng. Về đời tư, Thanh Tâm hiện đang hẹn hò với một founder, CEO của một công ty giải trí. Trước đây, cô từng giấu kín chuyện tình cảm nhưng hiện đã thoải mái công khai với công chúng, thậm chí còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình tứ với nửa kia lên mạng xã hội. Sau scandal Tiểu Tam hiền hồ khó khăn phải bán G63, việc ca sĩ hiền hồ đăng bán chiếc xe Mercedes G63 đắt đỏ thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Mới đây, hiền hồ thu hút sự chú ý khi đăng tải thông tin rao bán chiếc Mercedes G63.
Theo đó, nội dung rao bán xe của Hiền Hồ cũng là một trong những điểm thu hút cộng đồng mạng. Thông qua loạt chi tiết đăng tải từ màu sắc đến biển số xe, thời gian đăng ký biển số xe, cư dân mạng phát hiện đây chính là chiếc xe G63 mà Hiền Hồ mua hồi cuối năm 2021. Sau loạt lùm xùm đời tư anh em nương tựa trước đây, động thái trên của Hiền Hồ khiến khán giả bàn tán rầm rã. Chiếc xe G63 mà Hiền Hồ nhờ rao bán thường xuất hiện trong các khung hình của nữ ca sĩ. Một số cư dân mạng bình luận Hiền Hồ mong muốn chấm dứt những gì liên quan đến chuyện cũ. Một số ý kiến khác cho rằng Hiền Hồ đang trong giai đoạn bất ổn về tài chính nên buộc phải bán xe G63 để có chi phí trang trải. Việc Hiền Hồ rao bán chiếc G63 mà cô từng tậu hồi tháng 12 năm 2021 dấy lên tin đồn cô đang gặp khó khăn về tài chính. Điều này cũng phần nào hợp lý khi thời gian sau ồn ào chuyện đời tư, hành trình trở lại showbiz của Hiền Hồ khá nhiều khó khăn. Dù rất cố gắng thực hiện sản phẩm cũng như tham gia nhiều chương trình biểu diễn nhưng Hiền Hồ gặp không ít trở ngại. Minh chứng là những buổi diễn có cô đều gặp phải sự phản đối của khán giả. Thậm chí có chương trình đã phải bỏ tên cô ra khỏi buổi diễn vì phản ứng tiêu cực của cư dân mạng. Một thời gian dài, đến tận hiện tại, Hiền Hồ gần như không xuất hiện và cô cũng không thực hiện sản phẩm âm nhạc mới. Sự tẩy chay của khán giả đối với Hiền Hồ dường như không có dấu hiệu dừng lại. Phía quản lý ca sĩ Hiền Hồ cho biết, chuyện Hiền Hồ đăng bán xe là câu chuyện cá nhân, tôi không tiện hỏi và xin phép không bình luận thêm. Trước khi vướng vào scandal tình ái, Hiền Hồ được đánh giá cao khi sở hữu cả chất giọng lẫn ngoại hình. Á quân giọng hát Việt 2017 ra mắt loạt hit như Em ngày xưa khác rồi, Cường người thương cũng hóa người dưng, Gặp nhưng không ở lại. Tuy nhiên, hồi tháng 3 năm 2022, cô gây bàn tán xôn xao khắp mạng xã hội với hàng loạt ảnh tình tứ bên một doanh nhân đã có gia đình khiến bản thân gặp chỉ trích nặng nề. Cộng đồng mạng rầm rộ với loạt ảnh được cho là của đại gia U60 và ca sĩ Hiền Hồ với hành động thân thiết như nắm tay, áp má. Thậm chí cả hai còn check-in từ nhà hàng, khách sạn cho đến sân golf. Thời điểm đó, người đàn ông này lên tiếng nói rằng cả hai là anh em nương tựa nhau, nữ ca sĩ sau đó cũng lên tiếng xin lỗi. Em cảm thấy vô cùng có lỗi, thất vọng với chính bản thân mình vì những chuyện đang xảy ra. Em là ca sĩ tự do, trong công việc chỉ có em và anh quản lý hỗ trợ lẫn nhau. Nên khi bị biến cố như vậy, em đã quá suy sụp khủng hoảng, không thể làm gì, đến nỗi đóng hết tất cả tài khoản mạng xã hội để khép kín mình lại. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày em lo sợ không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Hơn nữa, em phải dành sự tôn trọng riêng tư cho tất cả những người có liên quan, nên em im lặng chứ không phải vì em có ý định né tránh, cô giải thích. Sau loạt thị phi để đời, nữ ca sĩ hạn chế xuất hiện trước công chúng cũng như dè dặt khi đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội. Sau ồn ào, khi sự trở lại trên đường đua showbiz, những gì Hiền Hồ nhận được chính là sự lạnh nhạt của khán giả. Thậm chí cô còn phải đối diện với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn, ca sĩ Hiền Hồ liên tiếp bị hủy ba show diễn vì sự phản ứng của khán giả. Hiền Hồ không những bị khán giả quay lưng mà những đàn anh, đàn chị và đồng nghiệp trong làng giải trí cũng trở nên im lặng trước sóng gió của cô nàng. Siêu Lách tái hôn ở tuổi 55, nữ ca sĩ dự định tổ chức đám cưới với chồng năm sau, sau thời gian dài ly hôn rồi tái hợp năm 2019. Siêu Lách cho biết họ đã học xong giáo lý hôn nhân, chờ sang năm làm đám cưới. Ban đầu ca sĩ định tổ chức năm nay nhưng hoãn lại do chị gái mới qua đời tháng trước, khiến nghệ sĩ suy sụp. Trước đây, Siêu Lách và chồng từng đăng ký kết hôn nhưng chưa thực hiện nghi thức cưới. Họ ly hôn khoảng năm 2009. Sau đó, ca sĩ làm mẹ đơn thân, chồng cũ có gia đình mới nhưng không hạnh phúc, chia tay. Năm 2019, cả hai quay lại với nhau. Mỗi ngày, họ cùng thức dậy lúc 4 giờ sáng chuẩn bị nấu cám heo. Theo Siêu Lách, bệnh xương khớp khiến cánh tay của chị bị đau, chỉ phụ hái rau, những việc nặng nhọc có chồng đỡ đần. Bạn đời giỏi việc nhà, ông còn biết làm nước mắm thủ công để ca sĩ mang đi bán, có thêm tiền sinh hoạt gia đình. Siêu Lách từng nói quay lại với chồng cũ vì nghĩ cho con, cháu. Năm 2018, khi con lớn của ca sĩ cưới, anh muốn mời ba, được mẹ đồng ý. Sau đám cưới, chồng cũ ngỏ ý muốn về sống với mấy mẹ con, chỉ chấp thuận vì nghĩ gia đình có người đàn ông vẫn hơn. Nghệ sĩ nhận xét chồng thay đổi nhiều so với trước kia, không còn mãi chơi mà biết lo toan cho vợ con, đỡ đần chị nhiều việc.